Thưa quý vị và các bạn, được đánh giá là đơn vị nhiều năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trạm y tế xã Phú Vinh, huyện Định Quán đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về y tế năm 2023. Nhiều năm qua, trạm y tế Phú Vinh là địa chỉ thân quen của người dân, đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là hình ảnh một trong những buổi thăm khám sức khỏe cộng đồng tại trạm y tế xã Phú Vinh, huyện Định Quán, Đồng Nai. Người dân đến trạm y tế chủ yếu là người lớn tuổi. Họ đến đây thăm khám các loại bệnh thông thường, các bệnh mãn tính như huyết áp, tiểu đường, tim mạch. Thường xuyên khám tiểu đường, tiến đường HB cao nữa. Đó. Khi khám bệnh xong thì trạm y tế phát thuốc cho mình uống hay sao? Khi khám bệnh nếu mà có cũng có phát thuốc cho uống nữa. Uống thuốc á, nếu mà uống thuốc á thì hết bệnh. Thấy bác sĩ chỗ này cũng nhiệt tình lắm. Rồi tôi cũng động viên mấy người á, coi như hàng xóm á, cùng lứa tuổi của tôi á, cũng tới khám luôn. Tôi là người dân ở đây, nhưng mà cũng thường xuyên nếu tới đợt có thông báo ở địa phương thì tôi đến khám bệnh. Tôi thường thôi. Khám mà huyết áp với nói chung là khám mà có lúc là như đợt này là khám tổng quát. Nói chung là khám xong nhân viên cấp phát thuốc và đem về uống theo cái liệu trình theo hướng dẫn cũng đỡ bệnh. Nhiều năm liền là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trạm y tế đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về y tế xã Phú Vinh, có đội ngũ y tế, tay nghề cao, đảm bảo điều kiện chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho người dân. Đa số người dân sống trên địa bàn xã Phú Vinh là họ đã có thẻ bảo hiểm y tế hết. 95% là người dân đã có thẻ bảo hiểm y tế và họ đến đây để xin khám bệnh tại trạm và một số bệnh mãn tính như là tiểu đường, cao huyết áp, bệnh tim mạch đồ thì nếu mà ở trạm y tế, thuốc ở y tế cơ sở không đủ thì chuyển các bệnh đó lên tuyến trên như bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán. Trạm hiện có 11 cán bộ, nhân viên y tế phục vụ thăm khám, chữa bệnh cho người dân. Cơ sở vật chất, trang thiết bị tại trạm được đầu tư, nâng cấp, đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn. Mình chăm sóc gần như là từ phụ nữ mang thai cho tới người cao tuổi. Phụ nữ mang thai thì mình cũng quản lý thai và tư vấn chăm sóc và tiêm VAT định kỳ. Khi sinh ra thì chăm sóc trẻ toàn diện từ cái tiêm chủng, uống vitamin A và thực hành suy dinh dưỡng. Sau đó là người cao tuổi thì hàng năm trạm cũng đã phối hợp với trung tâm tổ chức khám tư vấn sức khỏe cho người cao tuổi tại trạm. Về công tác khám chữa bệnh tại trạm thì khám từ thứ hai cho tới thứ bảy hàng tuần. Còn ngoài ra là trực cấp cứu, đó là khám công tác khám chữa bệnh. Và tiếp tục cái công tác khám chữa bệnh thì trạm cũng đã thực hiện tất cả về y tế địa phương là công tác phòng chống dịch bệnh, tiêm ngừa, thực hiện những cái chiến dịch tăng huyết áp, đái tháo đường, nói chung là tất cả những cái chiến dịch, cái kế hoạch gì mà của tuyến trên đề ra thì trạm đều thực hiện. Cùng trạm y tế đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xã có cơ sở xét nghiệm đạt chuẩn, đáp ứng được nhu cầu xét nghiệm của người dân địa phương và các xã lân cận, có trung tâm tiêm chủng vaccine cho trẻ em, có các phòng khám tư nhân, cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân. Thì chính quyền cùng nhân dân đã đồng thuận thì xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022. Thì trong cái quá trình xây dựng thì đối với xã là xác định là lĩnh vực y tế để thực hiện cái nhóm tiêu chí kiểu mẫu. Thì bởi vì là qua cái quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới thì đời sống người dân được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên là chăm sóc sức khỏe cũng như là quan tâm đến lĩnh vực y tế của người dân là vai trò cũng hết sức quan trọng. Do vậy là xã chọn cái nhóm y tế để mà là cái nhóm tiêu chí. Thì do đặc thù là địa phương quá thuận lợi, là trạm y tế xã thì đạt chuẩn quốc gia. Thứ hai là đội ngũ y bác sĩ thì cũng đủ chuẩn và tận tâm để phục vụ người dân. Thì trong cái địa phương thì cũng có một số cái cơ sở là tiêm chủng vaccine, rồi cơ sở xét nghiệm, rồi phòng khám tư nhân.
đồng thời là trong khuôn viên bán kính khoảng 3 km thì cũng có bệnh viện, cũng có trung tâm y tế. Do vậy là cũng có đủ điều kiện để chăm sóc sức khỏe cho người dân. Thì qua quá trình triển khai thực hiện cái nhóm tiêu chí y tế thì đến thời điểm hiện tại, đối với người dân mà được quản lý y tế mà qua phần mềm thì đạt trên 91%. Còn đối với cái tỷ lệ mà suy dưỡng trẻ em mà thể thấp còi thì năm 2019 là trên 10%. Đến thời điểm trên 11%, đến thời điểm này thì còn lại 10,98%. Đảm bảo theo cái tỷ lệ yêu cầu của cái lĩnh vực nhóm tiêu chí y tế. Do vậy là xã cũng đã được huyện tỉnh công nhận là đạt cái nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện nay trên 90% tỷ lệ người dân thường trú trên địa bàn xã được quản lý theo dõi sức khỏe. Xã Phú Vinh, huyện Định Quán đặc thù có số đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó đồng bào Hoa chiếm khoảng 60%. Theo nghị quyết 10 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, 100% đồng bào Hoa ở Phú Vinh đã được cấp phát thẻ. Dân đăng ký cho ấp đưa danh sách lên ủy ban rồi mới lập danh sách xuống huyện rồi mới phát về cho xã phát về cho ấp và đưa từng tới hộ dân đó, xã phát được bao nhiêu, có in ra được bao nhiêu thì ấp phát cho dân là hết, không có tồn lại. Ít là đi khám bệnh, thành ra là được bảo hiểm, dân nó phấn khởi lắm, nó mừng lắm, nó nói là đi khám bệnh khỏi tốn tiền đó, đi nếu mà có tốn thì cứ ít thôi chứ không có nhiều. Được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, đồng bào Hoa xã Phú Vinh rất vui và phấn khởi. Có thẻ, đồng bào đến trạm thăm khám sức khỏe định kỳ, khám chữa bệnh miễn phí. Nói chung là hai vợ chồng tôi á, là mấy năm trước là đi mua không, mà giờ này mua là nói chung là nó mất tiền. Mà thấy nhà nước nó cấp được cái bảo hiểm á, là hai vợ chồng tôi thấy cảm rất là khoái vui lắm. Tại vì mình đi trước khi mình đi khám bệnh á, là được miễn phí. Là cái đó là mình cảm thấy là mình vui rồi, vui sướng rồi. Thực hiện cấp phát thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những vấn đề trọng tâm mà lãnh đạo xã Phú Vinh chú trọng từ chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn đầu đến giai đoạn xây dựng nông thôn mới nâng cao và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu hiện nay. Khi bà con có bệnh thì bà con sẽ đến trạm y tế và trạm y tế đã có bác sĩ và khám cho bà con cái bước ban đầu. Thì đó là cái thuận lợi cho bà con. Cái thứ hai nữa là khi bác sĩ khám để tạo cho bà con được cái niềm tin là mình có cái thẻ bảo hiểm y tế của cái đối tượng là người dân tộc, thì là địa phương cũng như bác sĩ của địa phương á, là trạm y tế đó, là rất là quan tâm về cái vấn đề này. Vấn đề này thì nó cũng giảm đi được rất nhiều cái chi phí khám chữa bệnh cho người dân khi mà không có thẻ bảo hiểm y tế phải tự bỏ tiền túi mình đến những cái cơ sở y tế tư nhân hoặc là cái cơ sở y tế khác để khám và chữa bệnh và mua thuốc trong cái chi phí của gia đình mình. Do vậy là cái giảm được cho người dân rất nhiều cái chi phí về sinh hoạt trong gia đình cũng như là khám chữa bệnh hàng ngày của người dân. Cùng 100% đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Tính đến đầu năm 2023, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 96%. Cấp phát thẻ bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe người dân có thẻ bảo hiểm y tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền và trạm y tế địa phương. Đó cũng là yếu tố giúp Phú Vinh đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu về y tế. Xây dựng nông thôn mới ở trên địa bàn và nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao. Xã Phú Vinh là có đăng ký và thực hiện phấn đấu đạt được kết quả là xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực y tế. Đây là một trong những cái tiêu chí về lĩnh vực y tế rất là khó thực hiện đối với đồng bào và các hộ dân ở xã Phú Vinh so với đặc điểm các xã khác ở trên địa bàn huyện. Thì với kết quả đạt được đó thì xã Phú Vinh đến thời điểm này thì bảo hiểm y tế trên địa bàn là đạt tương đối là cao so với mặt bằng chung của huyện. Đây là một trong những khu dân cư kiểu mẫu thực hiện tốt tiêu chí cảnh quan môi trường ở xã Phú Vinh, huyện Định Quán. Khu dân cư này thuộc khu phố 1, khu phố 2, khu phố 3, khu phố 4, địa bàn ấp 2, xã Phú Vinh.
chính quyền địa phương đang hoàn thiện hồ sơ trình tỉnh phê duyệt công nhận khu dân cư kiểu mẫu đạt chuẩn. Là thực hiện cái khu dân cư kiểu mẫu thì đòi hỏi cả cái hệ thống chính trị phải vào cuộc và ban ấp cùng với nhân dân để tham gia. Thì cái quá trình triển khai thực hiện thì cũng được người dân ở địa phương của khu dân cư phố 1, phố 2, phố 3, phố 4, phố 2 đồng thuận và cũng họ cũng hưởng ứng tích cực. Thì qua đó cũng là tạo được một cái điều kiện thuận lợi để cho xã triển khai các cái tiêu chí, các cái chỉ tiêu. Thì môi trường là một trong những cái là đòi hỏi chúng ta phải làm xuyên suốt và lâu dài theo cái hướng dẫn của Sở Tài nguyên Môi trường và cũng như của Phòng Tài nguyên về cái phân loại rác. Thì cũng phải hướng dẫn bà con chúng ta tập trung phân loại rác ở cái từ trong hộ gia đình và cái giữ gìn vệ sinh ra tới cổng ngõ. Hầu hết là được bà con nhân dân là xây dựng cổng rào và cũng khang trang sạch đẹp thì nó lại thiếu đi cái mảng xanh. Đó là cũng là một cái khó. Thì xã cũng nghiên cứu và phối hợp cùng với nhân dân sự đồng thuận để chúng ta đặt những cái chậu hoa, cây hoa cảnh ở trước sân và những cái hàng rào để tạo một cái mảng xanh đó là đáp ứng được cái yêu cầu theo cái tiêu chí. Thì bà con nhân dân như thế cũng đã có cái đồng tình. Được chọn làm điểm xây dựng khu dân cư kiểu mẫu đạt chuẩn, cán bộ nhân dân ấp 2 cùng đồng lòng tham gia mô hình xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh. Xây dựng nông thôn mới nói chung và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu nói riêng, khu dân cư kiểu mẫu nói riêng, đây là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Nói chung là khi giao về ấp 2 làm điểm về xây dựng khu dân cư ấp 2 kiểu mẫu thì nhân dân rất đồng tình, phấn khởi. Thứ nhất là do cái lợi về đường xá đi lại nè, được sạch sẽ, mà dọc đường đều được trồng bông, cây kiểng, thì nói chung là dân rất đồng tình về vấn đề này, mà đây thể hiện cái sự quan tâm của Đảng và Nhà nước và dân rất đồng tình cái này. Cùng mô hình điểm khu dân cư kiểu mẫu ấp 2 xã Phú Vinh đang triển khai trên các ấp khác. Phú Vinh có 8 ấp, hiện có 8 tổ tự quản bảo vệ môi trường, thực hiện công tác bảo vệ môi trường, phân loại rác thải, phủ xanh đất trống, các tuyến đường khu dân cư sạch đẹp, mương thoát nước thông thoáng, dọn dẹp vệ sinh, phát quang bụi rậm, nhổ cỏ, làm bồn hoa trên các tuyến đường khu dân cư. Trong cái vấn đề sáng xanh sạch đẹp thì cũng thực hiện có cái đề án của huyện. Trong cái 3 năm qua thì xã vận động xã hóa trong dân thì cũng tham gia là thực hiện cái tuyến đường sáng xanh sạch đẹp. Tất cả các phố trên địa bàn xã đều là có cái tuyến sáng. Và đối với xanh sạch đẹp thì vận động người dân thực hiện cái vệ sinh môi trường, trồng các thảm hoa để mà đảm bảo được cái tiêu chí. Bên cạnh đó thì cũng vận động nhân dân thực hiện cái xã hóa là thực hiện cái camera giám sát, cũng gắn gần 100 mắt camera trên địa bàn để đảm bảo tốt cái tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, xây dựng cảnh quan môi trường, đến nay có 3.008 trên 3.008 hộ dân trên địa bàn thực hiện đạt tiêu chí cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn, đạt 100%. Thu nhập bình quân của người dân trên địa bàn xã hiện nay đạt trên 74 triệu đồng một người một năm. Trên đây quý vị vừa đến với chuyên đề nông thôn mới của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Thân ái chào tạm biệt.